Chapter 14. Bạn, chapter 14 dương prai tha chủng phục tì đọc buôn. Rivers in Cambodia. Rivers in Cambodia. Prai tha tuần lễ nơi Campuchia. Ây, biển ní dương chậm nón chương ní. Unit 1. Unit 1 prai tha mê riêng tì mùi. Cambodian, Cambodia River System. Cambodia's River System. Bạn, Cambodia's River System. Prai tha propon tuần lễ Campuchia, bà propon tờ lên ở Campuchia. Ok, lấy dương chấp đam study vocabulary, bà viết sắp có khía. Viết này dương an thà capital, capital, capital. Part of speak of noun, khả nạp viết trên niếm, bà thà tigrong. Viết một tốt tiên đi đây dương an thà call a cover, cover. Cover, but cover thân nạc viết chìa part of speak a verb thân nạc viết chìa kỳ giá sắp bà thạc crop đần đọc hay bà chìa niềm vĩnh bà thạc một lúc rưu cơ cầm rốt rưu cơ ca crop đần đọc. Ok, à lời dừng màu mơ bìa direction, direction, bà direction bình dừng an thạc direction của bạn đấy bà thạc tư bà tư đáy. Tư đáy, ok. Bạn an tha direction rồi có direction các bạn đấy, bạn ta tư tư đầu, ok. Tiếp đi tiếp dương an tha eventually, eventually, but eventually a part of speak of adverb, bạn thân biết chia cùng kia giá, bạn tha nơi nơi ti trong cõi rồi có bạn tha nơi ti bẩm phật. Tiếp đi dương an tha level, bạn level. Ok, level, ok, level, bà, level, level, part of speak of noun, thân đặc biệt chi niếm, bà ra thà cầm rật. Bà, cầm rật ở vầy mùi dẫn, ok, hai bên này dẫn anh ta low, 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 part of speak of adjective, thân đặc biệt chi cùn niếm, bà ra thà tiếp. Bên này dẫn anh ta point, 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 bà point chi part of speak of noun, thân đặc biệt chi niếm, bà ra thà chậm nốt. Ok, hay bên mình phần tua phần cái đó này anh ta regional, 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 part of speech of adjective thân đặc biệt chỉ có là niệm, prai tha đại sát nơi trong đầm bòn, nơi đầm bòn. Hai bên này anh ta second, second, và second, và second, second, và second, part of speech of noun thân đặc biệt chỉ niệm prai tha with nít tì. Bên này chỉ phải mùi đá như anh ta lower part of the country, lower part of the country, và lower part of the country. Rồi có smart được biết low lying areas, low lying area. Bà biết những cái smart này lower part of the country, rồi có low lying area. Bài thát đồng bón viên tùm niệm, rồi có bài thát đồng bón lịch tật, đồng bón viên tùm niệm, rồi có đồng bón lịch tật. Ok. Bà đã lấy dương riêng biết sắp rồi giải chẳng bồn bồn đồng ọc này nè. Bạn này dùng riêng biết xa tầng ọc này. Còn biệt sắp của đồ chí riêng an toàn ọc này. Ở đây với continue section này. Còn tốt như phần này mùi phần này A nha. One talk about the picture. Bạn muốn nâng sử dụng sắc xa dừng an sẽ đầy này nông kế. Mùi cứ ơi talk about the picture này dịp. Oh no 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 talk about the map. Bạn cứ này dịp phán tí. Hay number 2 read about the river of Cambodia. Bạn read about the rivers of Cambodia. Bạn cứ an ông bí tử lê nơi Campuchia. Hay number 3 ask again and answer the question, ask again and answer the question. But cứ xuống nâng chlai nơi xung nô tầm mà đòn. À lời ní dương mơ rụp hiếp đẹp tới tầm phán tì. But what is this? What is this? But what is this? Nên tóc này ách lại. This is a map. Vậy ách lại thà ní cứ chì phán tì. But goes right. Ok, trăm trời. But nhưng mà to tiệt is this the map of the main this is the map of the main river in Cambodia or in the other country?
Again, is it the map of the main river in Cambodia or in other country? Bà tao via chia panty panty này tờ lê nơi Campuchia rồi có chia panty này tờ lê đàn nơi bà tay sinh điên ạ. Slide bà. Nè tờ hôm nay ạ slide mà panty nơi bà tay kia rồi bà tay dương. Yes, the maps is in Cambodia. Ok, panty nơi Campuchia dương tê. Ok, so this is the maps in Cambodia. Bà chị Panty nơi bà tay Campuchia dương nè. That's talking about the rivers in Cambodia. Bà là gì bị bà tờ lê nơi bà tay Campuchia nè. Hello, can you tell us one of the rivers on the map? Can you tell us one of the rivers in the map? Can you tell us one of the rivers in the map? Ta nét lục này ạc prap dương bàn tế mùi các bạn đấy. Bị tờ lê đàn này cái nông rụp hiệp nâng nè. Yes, you can tell, okay, tell us, yes, you can tell, Great Lake, yes, Great Lake, bà băng thống, Upper Mekong, tờ lê Mekong lớ, tờ lê, anh ấy, tờ lê sạp, lake, băng tờ lê sạp, anh ấy Phnom Penh, thì không hùng bình, ok, bà sạc, tờ lê bà sạc, Lower Mekong, tờ lê Mekong Crown, ok, này cứ chip hành tìm since Cambodia, talk about this, rivers in Cambodia, bà này cứ chip tờ lê, để thân là không hành tìm được bộ dưỡng, nè. Ok, chẳng tệ tôi nói rút hiếp cứ dừng xua chạy xua chạy xua chạy xua. À lần này cứ dừng chạp đàm read about the rivers of Cambodia mà chạp đàm an phì tờ lê nơi Campuchia. Chẳng nơi tọc này ai tiếng nó sẽ đập đòi rì gì bạn. Cambodia has many rivers. Campuchia miền tuần lê chì chả ấn. They flow from the bà này ăn from các bạn from đấy anh ấy sẽ tông vào một cái Auckland á. They flow from the mountain or highland areas into the lower parts of the country. Tôi lê chị nhìn như chị chả ăn hồ bì bà hồ bì phnom bà hồ bì phnom từ đồng bằng vùng riếp cho từ đồng bằng biển tùm niệp bà cho từ đồng bằng biển tùm niệp từ gần đồng bằng lịch tận ngày. Because of Cambodia's geography, the river are divided into main water system, But don't it? Because of Cambodia's geography, the river are divided into main water system. Water system, the Mekong and the Great Lake system. Piprotaiphumasa Cambodia. Tôn lê nên nhé trời bàn bàn chai chân chìa propon bà propon tật xâm khăn chùm nôn phí bà cứ tôn lê mê cùng propon bà propon propon bằng propon tôn lê mê cùng hai nâng propon bằng thổng. Ok, cả chân chìa phí á. The Mekong, which start in the Himalayas, flow from north to south 200 kilometers across Thailand, Laos, Cambodia, and Vietnam to the South China Sea. Bà dừng prai mà. Tôi lấy một con đài chạp đàm nơi cơ nông chụp nông hề bà lái hô bì từ khẳng chân tới từ khẳng cơ bốn. Đã miên bà vãnh buôn bọn bì rôi kê lô mát trong các bà tế Thái, Lào, Campuchia, nâng Việt Nam. Từ căn sở mốt chân phía khẳng cơ bốn. It is the 10 longest rivers in the world and the fourth longest rivers in the Far East. Bà thấy viết cư chìa tuần lê đại văn chinh kê tích đọc nơi lợi bị bụng lốt. Hai nâng chìa tuần lê đại văn chinh kê tích bốn nơi trong bộ bìa. Bà Fa is bà đã trong bộ bìa nó. The Mekong is the world widest and longest river in Cambodia. The Mekong is the widest and longest river in Cambodia. Tuần lê Mekong cư chìa tuần lê đại thông tuần lê nâng văn chinh kê nơi bà tế Campuchia. Bạn ở Campuchia dân mình đã tạo lên một công tế đã không dân kế của quen dân kế ở Campuchia. It flow for 500 km
through the country from north to south. But cái tên lệ này cứ bị hô bị tên lệ bị cố này cứ hô bị bài cứ hô miền cứ hô miền chừng ngày 500 km để xong cắt bờ tế bị thằng chướng từ thằng tàu at Phnom Penh. At Phnom Penh, the river divides into four. The Mekong, the upper Mekong, the lower Mekong, the Basak, and the Tonle Sap. Okay? Hai nơi Phnom Penh như đây, Tonle cha chân chia buồn. Bạn cứ tìm mũi. The upper Mekong, Tonle Mekong lớ, the lower Mekong, Tonle Mekong crown, the Basak, Tonle Basak, and the Tonle Sap, Tonle Bas, Tonle Sap. Okay? Cha chân chia buồn. King Punyajat. Preh Bat Punyajat. Who moved his capital from Angkor to his place in 1431, changed its name from Platte River to Chattamuk, which means four faces. But you perhaps that Prabhat Punyajat, that Platte written the Platte Krong Rabah written the Platte Krong Rabah Kwan, be Angkor to một căn cái này nè nó trong năm 1431 hay bạn phlắc đồ chmua ba phlắc đồ chmua pi tơ lê chiêm ba plat river pi tơ lê chiêm tới chi chmua chắc tơ mục វិញ đai miền ni tha tơ lê bốn mục ba four faces tơ lê bốn mục. This is where Phnom Penh has stood for more than 550 years. Nếu cứ chỉ còn lại đại tình hình bình ban thất nơi tin đi bà thất nơi thì nếu cứ chiêng bà chiêng pram roi hai thập năm hơi. During the regional set wet season, which last from May to November, up to 3,500 cubic meter. But my cooking and a cubic meter per second of water flow down the Mekong, and it reaches its highest point over 12 meter. You try them along. I'm long pill no rodeo was sand in the money. Good dial mean back, good dial mean the jet pill, chappy kai oops appear the kai which can. But may kai oops appear. Giống như là cứ chấp khai ưu thế từ khai vị trí cá cứ lãng từ bà gì tới tức lãng và tức lãng vì bị bay bốn pram roi mát kịp bà mát kịp dưỡng không viết đi tí không viết đi tí này tức đại hô cho bà hô cho màu tờ lê mì cuốn hai vị bàn chiên đo chùm lọc đo cầm phu rưu bằng phót phong đài over 12 meter, hot doll chiêng đọc bì mệt. Okay, like many rivers in Asia, the level of Mekong sometimes rises too high and cover large areas of land with flood water. Đôi chia bà tên in chi chán nơi A sĩ, bà cầm rắc nơi tờ lê Mekong, bà cầm rắc tắc nơi tờ lê Mekong chung cá, bà sometimes rises chung cá lao khu bì, hai group tầm đọc đầm bón đầy và đầm bay đầm bon đầy và đầm bon đầy đã thôm đại cướp đập chìm mùi đường tức chôn tại mà đồng và cướp đập đã tức chôn nó cứ đầm bon đầy đã thôm. The other main water system is around the Great Lake. Bạn cứ cướp đập tức đo sầm khăn xem tiết cứ chụp qua chung vinh đòi băng thồng Great Lake băng thồng, which is also called băng tuần lệ sa. Bà đài trong bàn kia hỏi tha bằng tờ lý sạp phong đáy. And it's joined to the Mekong by the tờ lý sạp. Hơi trong bàn chốt tờ lý Mekong chứa mùi nâng tờ lý sạp. In the wet season, nó không ra đời vừa xa ní. A huge amount of water cứ tức đồ chùm luôn đồ thùng. Tại bà đó, from Mekong flow north up the tờ lý sạp into the low-lying areas around the Great Lake. But cứ dừng lại đi máu, nè, chúng luôn tức là thống đã một pi tuần lễ mới con hồ từ hồ bà hồ bị từ hướng chướng từ căn tuần lễ sáp chặt từ châu từ đồng bon lịch tật đài quất chung vĩnh bằng thủng
the level of the lake rises. Bát cầm rất nấy bắn cứ cá lợn. Its areas increase. Hai đồng bọn rồi bọn viên ít cứ bàn cá lợn và đồng bọn bằng nâng ấy. Bàn cá lợn hai the and the land around the edge of the lake become flooded. Nhớ đồn nào này. Đi hai cầm rất băng cầm rất tắc nít băng nít bàn càng lãng hai đồng bọn với bàn đồng bọn băng núng của bàn càng lãng hai đây là bất chung vinh băng ní đá bàn khai chia tức chùm nôn bà chô chôn đầm đống. However, at the start of the dry season in November, when the level of the Mekong fall, the water change direction. Nhi phía này nhà ta direction direction của bạn đấy. Direction and flow from north to south, eventually joining the Basak and the Lower Mekong, which then flow on to the sea. Bà dùng prai bình máu. Tụi bây giờ na cả đảo ấy nơi cả nơi pe cả chấp đảo nơi rồi đời prang nơi khai vịt cá. Pe đã cầm rất tức lên Mekong lệ cho. Bà tức ni chấp đảo sắp đồ từ đảo cả mà đón. Hơi hô phì chớm từ tàu ông quỳnh. Tiếp bằng phốt bàn và bàn chuộc tuần lê bà sắc chú mùi nâng tuần lê mê con cáo hai bàn toa mốt hai đai bàn toa mốt hô tư căn xa mốt tầm đồn. Ok, chân ca bọc ra nè không bị đi nít chọp ấy xin bốn bốn chúc chất tục đã. Ở lần đi chuyên bàn toa màu an dòng ngủ hai nâng chlai tầm đồn. But, one, how is the water system in Cambodia divided? Again, how is the water system in Cambodia divided? Ta propon tức nơi Campuchia nâng trời bàn chai và bàn chai chân chìa và bàn chai đôi mình đặc lạc. Ok, nhưng dừng trả lời thì mà đón. The water system in Cambodia is divided into the Mekong and the Great Lake system. Và cứ propon tức nơi Campuchia nâng. Nâng Campuchia cứ bàn chai chân chìa propon tên lê Mekong hay nâng propon băng thông. TP, where does the Mekong come from? Again, where does the Mekong come from? Bà ta ở tờ lê Mekong nâng, một bì bà phục nà kì. Bà tờ lê Mekong một bì phục nà. Chúng lời cứ, the Mekong come from the Himalayas. The Mekong come from the Himalayas. Yes, Himalayas. Bà, cứ tờ lê Mekong cứ mì bà phục một bì Phnom Himalay. Thế, những tí bì. Tí bì. Through what country does it flow? Through what country does it flow? Tao vi hô cắt bà tê nạc lạ. Bà tí bì, tao tự lý mì cung vi hô cắt bà tê nạc lạ. Trong chụp lại, it flow through Thailand, Laos, Cambodia, Vietnam. Bà cứ vi hô cắt bà tê chùm nôn buôn đấy, cứ bà tê Thái, Lào hay Campuchia, nâng Vietnam. But dừng mưa xuống núi tiếp buồn. How long is the Mekong in Cambodia? How long is the Mekong in Cambodia? Ta ta lê Mekong nè Campuchia nâng miền bà vang bà man bà. Nhưng ta lê Mekong nè Campuchia miền bà vang man đấy. Đăng ấy. Nên nè chú lại bán. Ta lê Mekong nè Campuchia nâng miền bà vang man. Yes, in Cambodia the Mekong is 500 km long. Ok. Cứ nâng nè Campuchia ta lê Mekong cứ miền bà vang 500 km. Chạm ná, cứ mình bảo vãnh 500 km tuần lê mình cũng nơi Campuchia dương. Ok, ở lời dương tiếp pram. How deep is it at how deep is it at its highest level? Ta viên nơi cầm rách khởi đại khu phong bảo viên nâng giang chùm rư giang đôi mẹ đất đài. Ok, chùm rư được cầm rách khu phong dẫn đôi mẹ đất đài. Trong dưới tha. À ta nơi cầm rách đại khu phong phong bảo viên và bảo bảo tuần lê nâng miền chùm rư đôi mặt đạch. Ok, chẳng dừng mươi chùm lái at its highest level bà cứ cầm rách bà cầm rách tất cả khu một phút tôi lê rồi bọc tôi lê một con is more than 12 meter deep bà cứ miền chùm rư bà hai chìa bà chả ơn chiên đọc bì mẹt bà miền chùm rư chả ơn chiên đọc bì mẹt trong dịch khu chiên đọc bì mẹt chùm rư tất nâng nâng chùm đất cầm phu khu chả ơn khu nơi rồi bọc tôi lê một con nâng. Tiếp ra mùi, why and then does the Tonle Sap
change direction? Why and when does the tulay sap change direction? The head of way, how the pale na dai tulay sap phlak do tư đầu. Phlak do tư tư đầu, okay. The tulay sap change, yes, the tulay sap changes direction because a huge amount of water from the tulay mekong flow into it in the wet season. Trong khi ta tự lấy sạp đấy, là bắt đầu từ đáy bị bố ta chùm nguồn tất đột và chùm nguồn tất đột thông một bị tự lấy một con hô chô nông viên á hô chô nông tự lấy bà tự lấy sạp nông viên nông tự lấy sạp nâng, ok nơi nở đầy và xa, ok wet season it change direction in the wet and dry season cứ bị bắt đầu từ đáy nơi nở đầy và xa nông tự lấy bằng và chân chùm lái season A cho bái đi chứ nế chẳng ổn khí complete có chấm lại khi được chiếc khám sàn trong session A này cho dùm thầy. Ở lời, we will continue session B. One, look at the table, bạn. Ôi mưa tà ràng ở khu này. Ní cứ chì tà ràng, bà cứ Cambodia has two main water system, bà cứ Campuchia miền propon tất chìm nguồn thông thông chìm nguồn tì ná. Bà ní chì tà ràng, quý nhí giáp mua the capital to Phnom Penh from Angkor. Quý nhí giáp bàn phạp đồ Brittany tới căn Phnom Penh. Pi on cầu và lọc đầu tiên con một bình. The Mekong is the largest river in Singapore. Tôi lấy Mekong cứ chia tôi lấy đại when you get in the Cambodia the place is called Chattamuk. Cả lại là cái hai thà Chattamuk. Và đi clear clay clay đam bay cho nè cho mùi ABCD ở trời nó. He was a Cambodian king. Cốt cứ chia sát đặt Cambodia the four main rivers Media Minita tần lệ dùm khăn đặc bốn chục nền tỷ nước tần lệ cũng flow from the north to the sea in the south cứ tần lệ cũng hô phi chơn tư can xa mốt nơi tư khăn tập bồn và they divided the country into two parts và từ tập bồn kế bàn chai chân bà tê chia bí phần này tập bồn ở thầy chân dân cho mắt ná cái ai met the statement and rewrite them to make one statement để ai cho mắt cục con là bạc dục nâng hai tập xe bồn kế lăng vĩnh nằm bay bằng cáo chia là bạn và chi phí dụng đã tầm trữ. Ok lực mọi cách phí dụng dùng mươi dùm lại tầm bằng đoàn ná đọc bây nghi sưu lưng mà chọc người riêng và hai nét ổn ní mình sẽ bước ạch đăng đáy chân tìm mùi Cambodia has two main water system và Campuchia miên propon tất xâm khăn xâm khăn chùm nguồn phì cái dụng chọc bằng ấy và cứ chọc chùm mùi và khám mà hãy which divide the country into two parts và đài trái và tay hướng chia bì phần này và những chìm lại nhé tí bí bù nhì giáp mua the capital to Phnom Penh from Angkor cứ bù nhì giáp bàn phá là rít tình ý tức cảnh Phnom Penh bì Angkor và tí bí dương thà bù nhì giáp phù vứt và đòi bà bìa ở rít tình khó và rít tình khó miền vứt miền phù miền vè nâng ná chia rít tình khó nét ốc nét lọc riêng rụt mà hơi nhé relative clock which prao jim po ha thô nè hai who prao jim po menu where tì kè lãnh chì đàm ok but that prao bàn tạc o lọc rì này bà bà nhì giác who was a Cambodian king bà nhì giác đài chìa sát đạch nè rô bọc Campuchia move the capital to Phnom Penh from Angkor bàn phạc đô rì tình ý tì kàn Phnom Penh phì Angkor tì bấy the Mekong is the longest river in Cambodia. Và cái dụng chụp nhận mấy. Thì bởi the Mekong thầm à mối which flow from the north to the sea in the south in the longest river in Cambodia. Tôi lấy Mekong đại hồ một bì chân từ sở mốt. Được trong tư thằng tập bồn lý. Cứ chia tôi lấy đại quen chinh ghế nơi Cambodia. Và thầy thì bốn nhập chụp nó. The place thầm à mối where the four main river meet. It's called Chattamuk. Cả lãnh, và khi cả lãnh đã tuần lệ xâm khăn bốn, bạn chụp này nó, cái hai thà Chattamuk. Bạn này chỉ cập cho hợp tầng ọc này, chẳng xôm xâm tết mơ, xâm xâm bí, chẳng lại cái mùi đó bốn, hay complete cut chẳng lại đi. Cho dập hơi, cái đôi chìa tiền tốt, rồi viên tà ràng năng phóng, đồng bây ta là biết tiếp cho hợp nhận mệt ná. Ok, chẳng xâm xâm bí cho vậy. Thầy mì riêng này, cứ dừng à, bạn cứ dừng chọc section B nhưng tìm đó bạn chọc trong section B còn đây là group mình time grammar đồng bây tệ tôn nâng cả pra relative clock bạn có time grammar mình time tiết đồng bây dô bì rồi bì pra relative clock nhưng mà grammar
where you got statement with relative clause with who, which, that, where. But relative clause. Relative clause dial mean pia tha who, which, that, nung where. But pia who, which, that, nung where pia nung tang on prata dial. Cham na prata dial. Hey who uses for people by pia who yung prapra sampo manu. Which you see for seeing an idea cứ với những cái proper chụp bộ vật hậu hay những cầm nết phong đài where you see for place where tiền cái lãnh cái proper sầm rạch tiền cái lãnh and that you for people and seeing the boss và hay biết that proper ban tiền mà nú tiền vật hậu cứ proper ban tiền pì nữa you know related clause are clauses starting with the relative pronoun who that which whose where when. Ok, cái ta relative clause cứ chia clause và cứ chia nút vô và đại chấp đa ấm và chấp đa ấm chiều mùi nâng relative pronoun và nâng dụng đồ pronoun nâng và sắp phần niềm nút vô nâng và sắp phần niềm tùm đẹp tàn ôn nâng và cứ dễ tới relative clause nâng cứ clause cứ vô và cứ ảnh nút vô mùi để chấp đa ấm chiều mùi nâng relative pronoun hay relative pronoun nâng mình bị ếch là but relative pronoun cứ mean who, mean that, mean which, mean who, mean where, mean when, mean chẳng tiết ná. Tại cụ lực màu bản năng, nâng sắp ta chia relative clause hơi. Ở relative pronoun này, hay relative pronoun nâng cứ kì dùm. Cứ chẳng dễ thay relative clause nâng cứ clause. Và cứ kì dùm nâng để chấp đá ơn chú mùi bị tổng hợp nâng. Bị rộng bó hờ relative pronoun nâng ai ná. Ok. They are most often used to define or identify the noun that precede. Okay, precede them. Here are example. Kita phụ kê tổng hợp này khi chúng ta được rạp ra đảm bây bình chạy niềm đại nơi thẳng mục phụ kê. Bình chạy niềm đại nơi thẳng mục phụ kê. Mời ủ thọ mùi chung nôn là tình đích. Do you know the girl who started in grade 7 last week? Vậy đấy, niềm bị nà cái girl là nè, girl chỉ niềm giống kia pra hù ná. Cô girl chìm nụ mà nụ sầy ná, pra hù thì mà nụ. Ta nè school mà nụ sầy đã chấp đà âm ná, đã chấp đà âm riêng nè không thân hạ tìm rằm bàl kà phì sạp đà môn đài rửa tì. Vậy đấy, dù hù mà pra hù, chìm nụ girl. Can I have the pencil that I gave you this morning? Can I have the pencil that I gave you this morning? Ta xong à xong khám ai đấy để xong bàn áo nè cà bị bật mình như thế bàn với nhé và đẹp đấy chúng nó pencil chỉ vật thổ nữa chấm gì đó đẹp ai prao chụp chúng nó vật thổ của bạn mình u của bạn đây nữa. A notebook is a computer which can be carried around. Cái ta sẽ thấy cứ chia computer mùi dài nữa computer chỉ vật thổ của cái đấy which prao với màu dial ad vô tam khuôn bàn. I want it in a restaurant who's cook smoke. Khyom nung mình nhắm được nông phố chỉ nhiệt than một tí. Bà who's cook smoke. Đại là trong phơi nó bọc quấn bà trong phơi không có chỉ nhiệt than nó chụp bầy. Chẳng hạn nhà mới pro trong phơi nó chụp bầy. Who's cook bà who's cook bà này who's cook. Khúc này trong phơi nữa. Đại trong phơi rồi bọc quần nữa. Trong phơi rồi bọc quần nữa. Trong phơi rồi bọc quần nữa. Và trong phơi rồi bọc quần nữa. Vì chỉ dựng phơi rồi bọc quần nữa. Vì vậy trong phơi rồi bọc quần nữa. Đại là chụp. Và chẳng nhằm đi. I want to live in a place where there is lot of to do. Chúng trong rồi nơi cả lại. Nơi cả lại muối. Đại là miền. Và miền càng như chỉ trang tật vừa. Và với chúng ta đi cả lại. Ok. Yesterday was a day. Yesterday was a day when everything went wrong. Cái ta tìm sao mấy cư dịch ngày. Mỗi bên đài ở vây cục giáng. Đầm nào ca mình lộ nữa. Ok, đầm nào ca không. Bạn, chúng ta bị vẹn. Vẹn chúng ta bị lý, bạn đài lúc này nữa. Some relative clauses are not used to define or identify the preceding noun but to give extra information about it. Here are some examples. Cái thái relative clause mua dùm nguồn nâng cư mình trai bàn pra đồng bây bình chạy phi niêm đây là khẳng mục ngục tê. Con tái cư pra đồng bây bắt đầu là nơi phô đồng miên mình thêm tiết ông phi vi. Bà chong dì thà phi vi nếu cư ông phi relative clause này. Nói lấy cho mưu thò mua dùm nguồn nâng cao mắt. My EFL teacher who came to Germany in 1986 like to write his
mountain bike ba lok kru ESL ba kru LSL ba kru SL គឺគ្រូអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំដែលមកបាទដែលមកកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅឆ្នាំ1986ចូលចិត្តជីកង់ឡើងភ្នំរបស់គាត់អូខេ The heavy rain which was unusual for the time of year destroyed most of the plants in my garden បាទភ្លៀងធ្លាក់ដ៏ធ្ងន់ប្រវិចបាទជំនួសនេះ rain បាទជាកំណត់មួយណា was unusual ដែលខុសពីធម្មតាសម្រាប់ពេលប្រចាំឆ្នាំនេះបានបំផ្លាញនៅកូនឈើជាច្រើននៅក្នុងសួនច្បាររបស់ខ្ញុំ Einstein who was born in Germany is famous for his theory of relativity Einstein ដែលជាដែលបានកើតបាទដែលបានកើតនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាទ Einstein ជាឈ្មោះគេណាដែលបានកើតនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺល្បីល្បាញណាសម្រាប់ចំពោះទ្រឹស្ដីទំនាក់ទំនងរបស់គាត់បាទប្រាពីហ៊ូណាជាមនុស្សនេះហើយគេដាក់ខមានេះដោយសារវាបញ្ជាក់នៃបន្ថែមអំពីនេះអំពីអាហ្នឹងណាជានៃបន្ថែមនេះអំពីអាហ្នឹងអំពី relative clock the boy who parent both work as teacher at the school start teaching in the classroom ក្មេងប្រុសដែលម្ដាយរបស់គាត់បាទម្ដាយរបស់ពីប្រុសហ្នឹងទាំងពីរនេះអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងនិយាយថាឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងក្មេងប្រុសដែលឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងទាំងពីរនេះធ្វើការជាគ្រូបង្រៀននៅឯសាលាអូខេហ្នឹងឪពុកម្ដាយរបស់ក្មេងប្រុសទាំងពីរនេះហ្នឹងតែម្ដងណាហ្នឹងប្រើហ៊ុំដោយសារជាវាចូលជា process បាទ possession ជាកម្មបទណាមានន័យថាជាកម្មសិទ្ធិនៃម្ដាយរបស់ក្មេងប្រុសហ្នឹងណាក្មេងប្រុសដែលម្ដាយរបស់ក្មេងប្រុសទាំងឪពុកម្ដាយរបស់ក្មេងប្រុសហ្នឹងដែលបានធ្វើការជាគ្រូបង្រៀននៅសាលាហ្នឹងចាប់ផ្ដើមបង្រៀននៅក្នុងបន្ទប់ថ្នាក់ហ្នឹងអូខេនេះបញ្ជាក់ន័យបន្ថែមកាលណាបញ្ជាក់ន័យថែមគេប្រាក់ខមា2ខាងនេះ1ហើយខាងនេះ1ទៀតអូខេ My mother's company ក្រុមហ៊ុនរបស់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំ which make mobile phone បាទដែលបញ្ជាក់គេយកបញ្ជាក់បាទគេបញ្ជាក់នេះក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដែលធ្វើពីដែលធ្វើបើដែលបង្កើតទូរស័ព្ទដៃ is moving yes is នេះបញ្ជាក់មកគេខំមកមួយទៀត is moving soon from Frankfurt to London បាទដែលផ្លាស់ពីបាទផ្លាស់ដូរឆាប់ឆាប់ពី Frankfurt ទៅ London in the summer I'm going to visit Italy បាទនៅក្នុងរដូវក្តៅខ្ញុំនឹងទៅលេងអ៊ីតាលី where my brother live ទីកន្លែងដែលបងប្រុសរបស់ខ្ញុំរស់នៅអូខេហើយឥឡូវនេះលើកគ្រូលើកឧទាហរណ៍មួយចំនួនតាក់ទងនឹងចម្លើយក្នុងមេរៀនដែរក៏ជាឧទាហរណ៍ដែលតាក់ទងនឹងការប្រើ relative clause ដែរមានកម្មាខម៉ាបាទមានខម៉ា2ឬក៏1ណាមានខម៉ា2ណា Cambodia has to main water system បាទនេះប្រទេសកម្ពុជាគឺមានប្រព័ន្ធទឹកសំខាន់ៗចំនួន2ដាក់ខម៉ា1មក which divide the country into two parts ដែលបែងចែកប្រទេសជា2ផ្នែកណាអូខេកាលណាគេប្រើកម្មា2ហ្នឹងគឺវាបញ្ជាក់ណាបញ្ជាក់នៃបន្ថែមគឺប្រើបែបហ្នឹងហើយណាពុញ្ញាយ៉ាតកម្មាទៀតដល់ Who was the Cambodian king បាទពុញ្ញាយ៉ាតគឺដែលជាស្ដេចណាកម្ពុជា Moved the capital to Phnom Penh from Angkor បាទបានផ្លាស់ប្ដូររាជធានីទៅភ្នំពេញពីអង្គរហ្នឹងពុញ្ញាយ៉ាតណា The Mekong which flow from the north to the sea in the south is the longest river in Cambodia. ទន្លេមេគង្គដែលហូរពីជើងទៅកាន់សមុទ្រនៅទឹកដបងគឺជាទន្លេដែលវែងជាងគេនៅកម្ពុជា The place where the four main river meets is called ចតុមុខបាទកន្លែងដែលទន្លេទាំង4ជួបគ្នាហ្នឹងគឺគេហៅថាទន្លេចតុមុខបាទកាលណាយើងប្រើបញ្ជាក់នៃបន្ថែមទៀតយើងប្រើខមាណាខមាកន្លែងនេះហើយខមាមួយទៀតបាទបញ្ជាក់នៃបន្ថែម2 relative clause អញ្ចឹងយើងចង់ចាំថា note បាទទី1 relative clauses which give extra information ចង់ចាំថាអនុ relative clause បាទ relative clause ហ្នឹងយើងដឹង relative clause គឺយើងជាអនុប្រយោគដែលយកពាក្យ relative pronoun បាទ relative pronoun គឺយើងដឹងហើយនេះ relative pronoun នេះគឺបញ្ជាក់លើទៀតនេះគឺមាន who that which was នឹងគឺជាពូ relative pronoun ណាយកពាក្យ relative pronoun នឹងដើម្បីបង្កើតជា relative clause
ដូច្នេះរីទីវខ្លោះដែលបន្ថែមបញ្ជាក់បន្ថែមព័ត៌មានបន្ថែមដូចជានៅក្នុងឧទាហរណ៍ខាងលើហ្នឹងត្រូវតែបំបែកបាទត្រូវបំបែកបាទបំបែកដោយខមាបាទបំបែកខមាចេញជា 2 បាទខាងនេះមួយខាងនេះមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមើលឧទាហរណ៍ឲ្យច្រើនដងទៅណានេះជាឧទាហរណ៍របៀបប្រើរីទីវខ្លោះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះគឺចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយ The end. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Complete. Don't forget to subscribe, like, and share. Bye bye. See you.